Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ em ơi. Video này thì Khải sẽ anh Evan anh em. Anh Evan gọi là Evan Hưng Chương Lưu Danh. Hưng Chương Lưu Danh vàng sau khi anh Evan su nó ra anh em. Nó cho thì mỗi nhân vật sẽ được anh 50 cái Hưng Chương. Đó, mỗi nhân vật sẽ được anh 50 cái mà thôi. Anh Khải thì qua này anh chắc cũng tầm 15 20 cái rồi. 15 20 cái rồi. Nên là ngày hôm nay Khải đang chuẩn bị khoảng tầm 3 kim hơn được Khải mua, Khải ăn thử nó ra cái gì nha nè. Hồi chiều Khải ăn được một cái bát bảo rương. Bát bảo rương thì mở ra những món đồ vật phẩm cho anh em cũng biết rồi. Ngựa chú dạ bệnh viện thì tinh tinh hồng. Rồi vẫn là một tịch tại thì kinh cũng như là có được cái phi phong kỹ năng anh em. Đó. Rồi ok được Khải tiếp tục Khải đổi ăn cho anh em xem nha. Khải đổi đến đâu Khải ăn đến đó nha anh em. Tại vì Khải đã ăn trước bao nhiêu cái Khải không nhớ. Không nhớ nữa Khải ăn, Khải đổi một cái Khải ăn một cái nha anh em. Đó. Rồi một cái thì sẽ ăn một cái. Đó. Ui, cho thằng này thôi phủ cái đồng vãi cái liền. Một lần 3 phong độ thôi phủ. Thôi phủ vô thời hạn luôn, 7 ngày. Đồ ngon. Vô thời hạn luôn em, đậu xanh. Nãy mình mới mua cái này 150 xu, một lap trăm lần. Trời ơi, vô thời hạn cái này là hơi bị ngon luôn á anh em. 7 ngày anh em. 7 ngày đến ra Khải phủ tầm 2 ngày thì 2 đến 3 ngày có thể hết 100 cái, 3 ngày. Tính ra cái này cũng được 300 sâu. Được. Ok, đổi tiếp. Đổi đâu nút nó nè. Thiên Sơn, nút Thiên Sơn. Nó ra tầm lum nữa anh em rồi. Nó ra tầm lum cái luôn. What the hell? Được kỹ năng luôn. Ơi trời ơi, lời vãi. Lời vãi anh em ơi, tính ra Evan này là tính anh em kim mà mình được cái bình này bèo bèo được 2 kim rồi. Mà được kinh nghiệm nữa anh em. Tính ra Evan này ăn 50 cái thì tốt khoảng 5 kim đúng chưa? Năm kim mà được cái bình này là được bèo bèo 2 kim rồi. Là tính ra lỗ có 3 kim thôi, lỗ 3 kim thôi mà cái này bắt vào rương nữa này, biết tí nó mở ra cái gì. Lỗ 3 kim thôi mà được một tính là 50 cái. 50 cái này. 50 mà nhân cho 1 cái sẽ được là 1 triệu 5. Thì anh ngót cái bình này thì sẽ được là 750 triệu nè. Anh mắt em bình này sẽ được 750 triệu. Đó 3 tiếng là hắn. Đó. 750 triệu nha anh em. Thơm. Lỡ 3 tiếng tháng tiếp. Khải sẽ đổi đâu anh nói là vì Khải anh không biết bao nhiêu cái rồi. Đủ lỡ 3 tiếng tháng nữa. Nhiều vậy. Ngon ấy. Bắt tao rượu. Kiến thiết lỡ 3. Kiến thiết lỡ 3 nút cho 3 luôn. Rồi nút thử lên nè. Kiến thiết lỡ 3. 89k. 88k. Nút. Tao tác này không thực hiện ở đây. À tí gì nút sâu này mà. Chỗ này nó không chờ. Rồi, Khải chỉ còn khoảng tầm vài chục cái nữa thôi. Lệnh bại, lỗ sập mạch rồi. Được nghiện rồi, một lần 15 triệu nha nè. Một lần 15 triệu ấy. Thủy tinh, ngon. Tinh về bèo được 300 xu rồi. Nhưng đó cho 250 rồi. Chóng đậu xanh cho chóng gì vậy. Được 50 lần một ạc thôi nè. Đến luôn lên 50 xu. Tính ra một lần ăn 100 xu nha, 100 xu cho một lần. Kèm theo với cái hương chương lưu danh vàng. Thối phụ, ôi, thắng anh phụ thời hạn luôn. Cái này 18 tháng 9, cái này 27 tháng 8, ui, cái này còn lâu. Em bước cho cờ lon. Mà lưu hàng tím. Khá là nhiều đồ á, khá là nhiều đồ á. Quá tửu, ok. Quá tửu à, bây giờ cắn cho quá tửu cho xe đi. Đúng không nè, mà không làm gì. Không bao nhiêu nhưng mà mình bào được cái nào bào nè. dịch đã khổ quá, bào được gì bào đó. Cho vô tờ kính thôi, kính cho xe đó. Rồi ok. Dạ thôi. Xe có may mắn nè, rồi mình làm đăng tiếp. Em đang xem đừng quên ủng hộ một like chia sẻ chơi nha nè. Đó vừa rồi mình tính ra được cái này thấy lời rồi ấy. Lời một khúc rồi ấy. Ra bán bèo bèo 1 kim rưỡi 2 kim cũng có người mua nè. Kỹ năng mà quá thơm. Tiếp tục Thiên Sơn. Anh hết full luôn em. Full là 5 kim. Lỡ bao nữa. Ôi, Nhạc Vương kiếm. Nhạc Vương kiếm này vứt. Cái này đã làm lập bang nè. Thiết là hắn lỡ bao. Ok. Thiết là hắn lỡ bao là bèo bèo hơn 100 xu một bao nè. Tầm này là 200 xu một bao ấy.
hơn 100 xu, hơn 100 xu. What? Woo. Cái này nữa là lời rồi. Tính là tốn có 5 kim mà được 2 quyển luôn anh em ơi. Quyển này bèo bèo được 1 kim rưỡi anh em, 5 điểm tiềm năng, bèo bèo được 1 kim. Đó, ít nhất cũng được 1 kim anh em. Đó, 108 mới nút được. Quá thơm đây anh em. Này được là bèo bèo, gọi là cùi lắm được 1 kim anh em. Bán ra ngoài cùi lắm được 1 kim. Còn cái này cùi lắm bán ra ngoài được kim 8 đến 2 kim. Kỹ năng mà giống như một cuốn vỏ lòng của tịnh nè. Rồi hơn quá. Anh cho em xem sao thật đã dưỡng ta. Lúc này mời mình lên lung lên. Tục lên bài thì tạch đậu xanh. Mấy cái dụng dụng vứt không dưới nè. Mấy chừng xin bỏ lên cho tinh hồng ngon. Tinh hồng bèo bèo được 250, 300 xu nè. Lúc này phải mua 300 xu của bạn ấy. Thì ra được cái gì? Thiên sơn bảo lộ, ok. Được gì? Đủ xanh được gì vậy? Hưng không được gì, được 15 triệu không được gì. Mít. Tục. À, có thằng thành phố đúng không? Thành phố 7 ngày ngon. 7 ngày là xe có xài, ok. Hôm trước hãy mua rồi. Đến tháng 8, 9, rồi cũng mua cho xe nhiều lắm. Ôi, mua cho xe đến 1 tháng là mấy cái này không ăn thua rồi, mấy cái này vài chục xu thôi. Một tuần là 50 xu nè, cái này một tuần thằng phụ 50 xu thôi. 50 xu thôi. Tức là hồng lỗ, hồng lợi. Rồi, đã mắt 50 cái. Rồi, ok. Ngon chưa anh em ơi? Thế này mắt 50 cái cũng khá là nhiều đồ ấy. Cái này để cho cờ lon nó cánh. Mắt 50 cái này. Được 5 bao là 3 tiếng là tháng. Cái này để chị gia tẩu cũng được anh em. Rồi. Thế là 5 kim, tốn hết 5 kim. Đúng chưa? Tốn hết 5 kim thôi. Mà được lại bắt vào rương, mở luôn. Phi phong. Trời ơi, kháng tất cả 10 anh em ơi. 3 ngày cũng được. Rồi, kháng tất cả 10. Ngon chưa? Phi phong kháng cả 10 anh em. Đâu, tưởng kỹ năng nó đẹp anh em. Kỹ năng tầm này nó bán 1 kim rưỡi, 1 kim rưỡi, 1 cái anh em, 3 ngày. Cái này cũng 3 ngày rồi. Ui, cái này đến 7 ngày luôn, ngon, 7 ngày anh em. 7 ngày lận nha, không phải 3 ngày nha. Nó chứ cái phi phong nhật, cái phi phong kỹ năng 1 cấp á, nó ra có 3 ngày thôi nè. Cái kỹ năng 1 cấp nó ra có 3 ngày thôi. Phải lên, đây kháng tất cả 7 ngày luôn. Kháng tất cả 10. 7 ngày. Thôi quá. Rồi, tính ra được phi phong này bèo bèo được 7 ngày tính ra được kim rưỡi đây. Kim rưỡi. Đó. Là cái này 1 kim, 2 kim rưỡi. 2 kim rưỡi cái này cho 2 kim, 3 kim rưỡi. 3 kim rưỡi cái này 300 xu, 3 kim 8. 3 kim 8, 3 kim 8 cái gì thì tính này 200 đây, 4 kim. 5 bao này nói chung không lỗi rồi này mà, 5 bao này được 500 xu. Đó, 5 bao này được 500 xu. Là 5 4 kim 5, 4 kim 5 với cái này 100 xu nữa. Là tính là 4 được 4 kim 6. Nó còn mấy cái này vứt xuống thôi. Nhập vương. Ừ. Rồi, nói chung là ok. Không có lỗ này mày, ăn được 750 triệu mỗi năm. 750 triệu gần up cấp luôn rồi. 50% rồi. Rồi việc cập nhật hàng rồi. Hôm nay lên hàng đẹp luôn nè. Anh full này cập nhật hàng đẹp luôn. Thôi. Khá cập nhật hàng rồi. Đúng, chưa nhảy hàng ta. Đây ao ra vô lại mới nhảy hàng được. Ao ra vô lại đi. Nhưng lúc này ao ra vô lại nó mới nhảy hàng nè. Coi lên hàng bao nhiêu. Ôi chưa nhảy nó chứ không lên hàng ta. Chưa nhảy hạng nè, không lên hạng. À, không lên được. Chắc là ngày mai thôi. Nó không lên hạng, hạng nhảy thành mà nó không lên hạng. Có tiền rồi. Rồi, nói chung thì ok anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này nha. Và chúc anh em xem video vui vẻ. Bye bye mọi người.